Hello anh em. Hello em. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Thì hôm nay mình có một thành viên mới, đó là anh Phát. Đó, thì hôm nay để đón chào anh Phát thì mấy anh em trong team mình đãi cho anh Phát một cái tiệc là ăn tôm sống với bù tạc. Đó, đây là theo cái món yêu cầu anh Phát. Phát ăn thích ăn món này đúng không? Thì đây mình chuẩn bị tôm, lại sashimi nè mọi người. Bây giờ mình chế sashimi vô nha mọi người. Đây. Đó. Này món này là món yêu thích của anh Phát nè. Ở đây mình có bỏ chanh rồi, chanh để hồi mình tái cho tôm mới chín. Đây sashimi nè mọi người. Đó. Quá thơm luôn. Ít nước tương quá không ta? Chờ xíu đi. Thêm xíu tương nha. Rồi rồi. Ok. Rồi. Giờ tôm thì mình cái mình ăn cái mình thôi mọi người. Tôm mình ăn cái mình thôi, mình không ăn cái đầu. Phát ăn nào. Này ha. Bẻ cho khác luôn à. Đây, phát lột vỏ đi. Phát lột vỏ. Được không? Dạ, lột được không? Dâu, cái dâu khỏi có, được rồi, lột vỏ được rồi. Tiết con nè à. Cho ăn tiết con mọi người. Tôm thì tôm sống luôn mọi người. Rồi bỏ vỏ đẹp. Này là chào mừng Phát đến với team của mình nha mọi người. Đây mọi người, mình sẽ ăn trước mọi người. Đây. Mình bỏ vô chanh nè cho nó chín. Cứng. Đây. Mọi người em ăn nha mọi người ăn nhàn chứ nhàn nha. Rồi tôi phát nè mọi người. Quay cận cảnh phát cameraman. Đây. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi, vô. Không chấm bù tạc. Không chấm bù tạc không hả? Không ăn bù tạc luôn. Phát giữ mọi người, không ăn bù tạc mọi người. Quá ngon nè. Quá ngon. Rồi Triết nó trụng chín con tôm luôn rồi. Chấm nhiều nhiều vô ăn mới ngon, chấm nhiều vô ăn nó không có tanh. Đúng rồi. Cảm giác sao? Bỏ đây nha. Nữa không trộn con. Bỏ nữa, dặn ra phát. Đúng rồi. Bỏ dự. Ra nước mắt luôn. Ra nước mắt. Ngon mà Phát ăn không cần chấm bùi tạo luôn á mọi người. Đúng rồi Phát đúng rồi. Rồi tôm sống nhảy nhảy luôn. Tôm sống nhảy rồi. Là ra. Đó, Phát ăn à. Phát mời mọi người nha. Đây là thành viên mới trong team mọi người. Rồi sau này từ đây trở về sau là sẽ team mình sẽ có thêm anh Phát nữa. Quậy nhiều đó. Ừ. Đó, bù tạc ăn cho nó thơm. Đó. Lên tầng sông cái đầu. Sông dễ lắm ha. Dễ gì lên tầng sông. Mời mọi người ăn. Rồi. Ngon quá. Cứ mặt lên. Cứ mặt lên ăn. Ồ, ngon quá, cảm giác sao? Phi không? Chắc bê không? Bê. Con chấm nhiều quá, con không đổ luôn. Vậy mới ngon á. Ngon. Ăn bùi tạc cũng được.
sao không được, ngon chết. Chịu quá. Tại nó khó chịu thiệt. Đúng vô đâu đó. Sướng à? Vậy mới sướng chứ. Phê không? Phê. Tay chanh. Chú lè. Rồi cho mình tái chanh vô cho nó chín mọi người. Chấm nhiều nhiều vô. Thôi ít ít thôi. Điên quá. Nồng. Triết ăn dữ lắm mọi người. Nếu mọi người yêu mến Phát thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Sau này Phát sẽ mình với Phát với mấy anh em trong team sẽ làm ra nhiều clip hay hơn cho mọi người. Thôi, được rồi, ăn bù tạng rồi. Ngon lắm. Vô. Vô. Nếu vậy ăn có ai con hả? Không nổi. Không nổi. Gì vậy? Lên khó chịu quá. Bây giờ khỏi chấm. Chấm hỏi chấm mùi tạt nó mùi trong nó nồng. Nồng à? Ngon. Quê quê sướng à. Chấm nhiều ăn mới đã phải không? Chị mới cảm giác mới sướng à. Chị mới ngon chứ. Được. Nhiều nhiều chứ nó ngon lắm. Trời ơi. Chết. Nè có gì ăn mới đã. Rồi rồi. Thôi nó thấm lắm nó mới có cái vị ngọt, đúng không? Mời cả nhà ăn nha, mà Phát mời cả nhà nha mọi người. Mời cả nhà ăn. Lớn lên. Vô Phát mới vô mọi người nên là Phát còn ngại mọi người. Từ từ Phát quen rồi đó. Vô. Ủa. Wow. Mặt lên. Wow, cảm giác sao? HB không? Ngọt. Ngọt không? Ngọt mà thấy nó HB. Mà cái nhà nha. Không nhiều vô. Nhiều rồi, quá trời rồi. Mình nay mình mua tôm để mình chào mừng anh Phát gia nhập team nha mọi người. Tiền hơi ngại. Gia nhập team, team là nhóm mình đó. Quá. Quá ngon, thì quá ngon. Chào em anh. Rồi. Tôm sống rồi. Đó. Đó. Nhảy. Tớ mới kêu Phát ăn tôi đi, ăn tôi đi á. Nó ngon mà. Rồi được rồi. Quá ngon. Quá tuyệt vời ngon. Chín luôn tôm, chín luôn mọi người không? Chín chút xíu rồi. Chấm nhiều vô mới đã. Đúng rồi. Đó, mọi người Phát chấm mọi người. Quậy Phát. Đó. Quậy đè cái mình xuống luôn. Đè cho nó thấm như mọi người thấy không? Mời cả nhà nè. Rồi. Ngon Phát ăn kỹ thuật cơ. Quá ngon. Ngọt không? Ngọt không? Không ngọt hả? Ngọt không? Cái tôm ngọt không? Ngọt. Ngọt. Đây là chào mừng Phát đến cái team mới mọi người à. Nè cho nè bắn nè. Đó. Chấm đi ký á, ký tôm, ký chắc cũng gần 20 mười mấy con à. Chị gió nhiều cho ăn ngon chứ, chấm nhiều cho mọi người. Mời cả nhà luôn. Ôi bác ăn ghê không? Ăn đúng ghê. Good man. Ê. Nói chung là cái này mà mấy bạn nào mà ăn không được bù tạc á thì mình chấm ít thôi. Thì ăn cái này chấm nhiều cái nó lên cái nó lên cái mũi mình nó sướng lắm, cảm giác nó sướng lắm. Sướng.
ai muốn không dắt xuống thì chấm nhiều vô. Thôi đừng đừng đừng. Quá. Nó chấm nhiều. Đã à, gì đã. Nếu mọi người thấy clip này hay mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ team tụi mình nha mọi người. Vì phát đòi ăn tôm sống không luôn. Tôm sống với hào sống không à. Tiền đâu mà mua ăn hoài. Vậy bữa thì bữa phát đòi ăn tôm hùm chắc chết luôn á. Nó không nói lên lời luôn. Không chấm luôn hả? Mùi tạc luôn. Cái mùi tạc ăn mới ngon chứ. Đấy, mình nay nay là mình ăn tôm sống chấm mùi tạc là phải chấm mùi tạc. Nữa miếng nữa. Mời cả nhà. Có nói nhỏ xíu à, không ai nghe đâu. Mời cả nhà. Đó, giờ để các bạn nghe rồi. Nãy giờ chắc mười mấy con nè. Hả? Nãy giờ mười mấy con. Ờ. Quá ngon. Quá ngon quá. Không, nó ăn mù tạc ghê rồi. Còn con cuối cùng để Triết ăn mọi người. Không cho Phát ăn nữa, Phát ăn nhiều quá. Phát dành ăn luôn rồi. Phát dành ăn luôn. Quá dữ. Rồi chắc mình sẽ kết thúc cái clip tại đây mọi người. Hôm nay mình bị thất thu mọi người. Tính mua tôm sống là cho anh Phát ăn mà Phát ăn quá trời. Anh Phát nay là clip đầu tiên anh Phát chào mọi người đi. Để mình kết thúc clip luôn. Chào mọi người đi, hẹn gặp lại clip sau. Chào tất cả anh em nha, hẹn